Dạ, con đang đi chơi ạ. Ba tắt đài radio đi ba. Con đang được đi chơi ạ. Đi đâu vậy Kim? Con đi đâu? Biết cầu tóc. Con đi Phan Thiết chơi. Ba con nói con nhà quê quá, đi đâu cũng cầm cái chân lên hết. Người ta thích cái chân người ta cầm thôi chứ gì đâu nhà quê. Ba chu chiên. Ba con chu chiên á mẹ. Ý, em mẹ. Ủa em á, em ngồi xe á hả? Mặc cái mặt bặm môi chi vậy? Hay làm gì bặm môi? Làm gì bặm môi chi vậy? Thôi đừng bặm môi con xấu lắm. Đó, nhìn đường đi. Đó, nhìn ba lái, nhìn mốt lái giống ba đi. Nhá. Em nhá. Em nhá. Kim nhá. Kim nhá. Ôi cái chừng ngon quá. Cái chừng ngon quá đi. Cái chừng ngon quá đi. Ô sao? Bây giờ mẹ đang nghi ngờ là con đã đi ị trên xe rồi. Bây giờ sao ta? Sao mà lấy ra đây ta? Không có ị không? Xác nhận coi. Khỏi khỏi cởi ra nè. Chân ngồi không yên. Đang đi Phan Thiết mà kẹt xe quá. Bây giờ mới có 3 giờ chiều à, mà Sài Gòn cái đường Mai Chí Thọ nó kẹt quá trời. Thì thật ra nãy giờ mình đi là lúc kẹt lúc 3 giờ tới giờ. Đúng không? Kẹt lúc 3 1 giờ tới giờ giờ tới luôn giờ đó cô á, chú. 1 giờ tới giờ á. Sài Gòn lúc nào cũng đông hết trơn á. Chị ơi, mẹ đâu có ngứa đâu mà con gái mẹ chi á. Kim ơi, Kim. Bé Kim ơi. Xong rồi mới đi tới ủa Long Thành Dầu Dây tiện đi Trung Lương Mỹ Thuận chứ vậy, đi về Tiền Giang hả trời. Mẹ nó hướng dẫn bậy bạ không à, đi đường không biết mà còn hướng dẫn người ta bậy bạ không à. Mẹ ơi, mẹ để cho tài xế người ta lái xe đi, để cho ba lái xe đi, tập trung lái xe đi, mẹ đừng có phân tâm nữa. Tới
Ok, tới tay đó. Mỗi ngày cô chú thì làm giống con nè, cho cân cốt nó giãn ra nha. Mình phải vận động thể dục thể thao mỗi ngày. Tới cao tốc rồi đó. Cao tốc rồi hả? Thôi cái dung lượng này nó sắp ấy rồi, tới đây thôi. Cái tay làm gì tim? Cái tay làm gì? Con gì vậy? Chơi game ngoan làm cơ.